Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên cho tôi gửi tới quý vị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là bình an, vui vẻ bên người thân và gia đình. Hôm nay tôi lại quay lại với quý vị và các bạn với một thông tin mới nhất vừa cập nhật. Đó là nói tới cụ bà U65 Đồng Nai đã xé nát giấy kết hôn, đoạn tuyệt mối tình với thằng phi công trẻ. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chi tiết câu chuyện này. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Tôi chúc cho mọi người bình an, vui khỏe và hạnh phúc. Tôi lại ngồi đây để trở lại với các bạn tâm sự và chia sẻ những thông tin cập nhật mới nhất trong ngày. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại gửi tới các bạn với một chủ đề rất là nóng và hot. Lại nói đến bà cụ 65 tuổi ở Đồng Nai. Trong những ngày qua, trên cả nước chúng ta rất xôn xao và mọi người đều dòm ngó và để ý, chú ý vào vụ việc của bà cụ 65 ở Đồng Nai này. Nổi tiếng, tai tiếng, phải không? Sướng có, buồn có, vui có, giờ lại khổ có. Đây mà cuộc đời mà bà cụ đã là tuổi về chiều rồi lại nhận đến hậu quả do mình gây nên. Tại vì sao tôi nói là do mình gây lên? Tại vì bà đã yêu một thằng trẻ con, thằng Sở Khanh, mà bà đã vun đắp cuộc tình như là trong mơ, trong mộng. Bà đưa lên tận là trên là mây xanh, bây giờ là bà đã rớt xuống một cách thê thảm. Và nói thì nói vậy thôi, nhưng cũng rất là đau xót cho bà. Nhiều người cũng rất là thương cảm cho bà, nhưng nhiều người họ lại tiếp tục ném đá, xỉ vả. Tại vì những tháng ngày qua, hậu quả là do bà gây nên. Những lần trước tôi có đề cập tới cho quý vị và các bạn là nói thằng Tây Long Đen nó về Sài Gòn, nó bỏ về dưới Sài Gòn đó, và sau đó nó quay lại, nó cứ là bà hành hung với bà, thậm chí nó còn đánh bà để nó lấy chiếc xe SH nó đi. Và nó đi được một thời gian vài ba ngày thì nó cầm chiếc xe SH thì nó lại điện về cho bà cụ đó. Và nói thật với các bạn, những thông tin của bà cụ thì hầu như hàng xóm luôn luôn là để ý, và những là YouTuber là luôn luôn theo dõi đó, để họ chú ý, chỉ cần gây động thôi là họ đưa lên trên các là trang mạng xã hội rồi. Vì bây giờ nói về các cặp đôi này rất là nổi tiếng, tai tiếng. Chỉ cần có một động tĩnh gì nhỏ thôi là mọi người sẽ đều biết. Như cặp đôi là U63 người Cao Bằng cũng vậy, và cặp đôi U65 ở Đồng Nai. Hai cặp đôi này đã gặp nhau, và hiện tại thì U65 Cao Bằng vẫn đều đều vợ chồng cùng xây ngôi nhà hạnh phúc để bên nhau, càng tâng bốc lên trên các cộng đồng mạng bình thường. Nhưng cặp đôi ở Đồng Nai là chìm luôn đó. Thì tôi đang nói tiếp, tức là nó là cầm xe SH của bà lên trên là Sài Gòn, và sau đó nó cầm xe, bà ở dưới nhà đó. Thông tin là bà đi mượn rất nhiều bạn bè, nhưng hầu như họ không có là cho bà tiền mượn, để bà mượn thêm 10 triệu để lên phụ với nó, để chuộc cái xe SH lại. Thì SH thì các bạn đã biết rồi, 60-70 triệu, cả 100 triệu bạc đó mà nó cầm. Thì đây là một cái thằng, cái gương mặt các bạn nhìn cái thằng Tây Long Đen là các bạn biết rồi. Thứ nhất nó là còn trẻ, thứ hai là cái mặt nó cũng thấy là không có là nham hiểm lắm đó, sức mấy mà nó sống với bà. Cái này thì mọi người cũng đều đoán ra biết được rồi đó. Tại vì bà chả có một cái gì hết, nói về gia sản của bà cũng không có một cái gì để cho nó bám theo. Hai nữa là nói về cái con người của bà thôi, thì bà cụ đã là gần 70 rồi, làm sao mà nó trắng trẻo đẹp đẽ
để đủ nhu cầu cho một cái thằng Tây Lông Đen này nó bên nhau đêm để nó ôm ấp bà, đúng không các bạn? Đây là một điều sai lầm mà bà là nhận nhận bỏ một số tiền rất lớn để mà cưới nó đó. Và hai nữa, khi chuộc xe rồi đó, hai người gây cấn rất là dữ dội, và nó thì nó ở trên Sài Gòn, nó làm gì, nó về làm gì, nó về với bà lại làm gì nữa, nó ôm ấp thiếu gì là tình nhân trẻ ở trên đó, nó là cao to người Tây nữa, đối với Việt Nam mình thấy cao to là khoái rồi, thích rồi đó, gái trẻ thiếu gì đó, bà cụ thì già rồi làm gì mà nó để đam mê, nó kề cận, nó ôm ấp bà hàng đêm. Và hai người gây cấn rất là nhiều, đó là những thông tin mà các hàng xóm và trên là mạng nói đến rất nhiều mấy ngày qua về bà. Những điều quan trọng nhất, họ đã chứng kiến, nhiều người chứng kiến bà đã xé là cái ly tờ ly hôn. Và cái tờ ly hôn này, lúc hai người mới cưới nhau, bà rất cưng chiều. Đây là một cái kỷ niệm, và đây là một cái tự hào là của bà với thằng là Johnny, thằng Tây Lông Đen này. Bà thường là chụp cái tấm là giấy đăng ký kết hôn này, bà đăng lên trên là Facebook này cũng như là YouTube, bà khoe là đây là thành quả một cuộc tình không biên giới của bà. Bà lại lấy được một thằng chồng Tây rất là trẻ đẹp, bà tự hào đó. Các bạn cứ lên mạng, mà nếu các bạn khó vào là các bạn thấy là những cái giấy tờ kết hôn của là bà Nguyễn Thị Hoa với thằng Johnny này liền đó. Và ngày hôm nay tức nước vỡ bờ, bà không có nhịn nổi nữa, bà không chịu nổi nữa, nên bà đã xé đôi cái tờ ly hôn này, cũng như là bà xé nát tấm lòng của bà. Đây là một bài học đắt giá nhất mà bà phải gánh chịu lúc là về về chiều tuổi già của mình. Tưởng bà là cuộc tình đó sẽ dẫn dắt bà đi hết cuộc đời này như là trong mơ, như là trong mộng, nhưng mà câu nói của bà đã đúng như là bà đã dự định, đó là mối tình này được đến đâu tốt đến đó, sống được ngày nào vui được ngày đó. Chính là bản thân là bà cụ đã nói ra rất nhiều lần về cái vấn đề này, và đến ngày hôm nay thì điều đó nó đã xảy ra. Thưa các bạn, chủ đề của bà cụ là chủ đề muôn thuở của là những dân mạng trên mặt báo, họ đều chú trọng, mà nhất là những cộng đồng mạng họ rất quan tâm về những cái mối tình như thế này. Và tôi thì thường thường cập nhật thông tin hàng ngày trên mạng, bây giờ các bạn lên gõ một cái là đầy dẫy, báo chí cũng nói rất nhiều về là những cặp đôi này, và họ chỉ cần một chút động tĩnh thôi là báo chí nhảy vào cuộc. Những thám tử tư, những là youtuber là vlog, họ săn lùng tin, họ đưa lên mạng ngay. Đây là một điều quá buồn, quá đau mà đã đến với là bà cụ U65 tuổi người Đồng Nai. Vậy là cuộc tình đã ra đi mãi mãi, thằng Tây Lông Đen nó sẽ là cao xa đó, nó sẽ chạy xa bay cao, chắc chắn nó không quay về bên một người phụ nữ già nua như bà, nó sẽ tìm một cái hướng khác để nó đi. Nhưng những người nào mà không biết lại sập bẫy với nó, đó là điều chắc chắn. Và đây cũng là cái bài học cho những bà già, những bà cụ lớn tuổi mà ham lấy những phi công trẻ, rốt cuộc cái giá mình phải trả. Và còn cặp đôi của là Cao Bằng, tôi cũng theo dõi xem cuộc tình này nó sẽ đi đến đâu, đi đến đâu. Vì các bà chỉ sống được là cao lắm 10 năm là hết chi quách rồi, làm sao mà trụ nổi? Còn tụi nó quá trẻ, mới 24, 28 tuổi thì tụi nó còn quá trai trẻ, nó sống còn rất là lâu, 5, 70 năm nữa. Nên mấy bà không biết suy nghĩ thế nào mà rước về nhà, rước cái họa về nhà đối với những thằng phi công trẻ như thế này. Vâng, và câu chuyện này còn xảy ra rất là nhiều, rất là dài, và tôi sẽ cập nhật gửi tới
phục vụ cho quý vị và các bạn giải trí trong những ngày lao động mệt nhọc, để biết thêm thông tin thú vị nhất của những cặp đôi tai tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Và đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.